Xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn ở Sài Gòn tối hôm nay ngày 8 tháng 5 năm 2022. Các bạn chị và các bạn, đó là con đường Trần Hưng Đạo ngay mũi tàu Trần Hưng Đạo với lại Phạm Ngũ Lão. Ở đây chúng ta thấy có tuyến metro, ở đây vài bữa nữa sẽ là cái trạm tàu điện ngầm. Ở đây đang tiến hành này, chắc là xây cất lên một cái nhà ga dưới đây. Ở đây cũng đang xúc tiến nhưng mà chưa có xong ha. Một phần ở đây là cũng đã hoàn thiện rồi nè. Ở đằng kia mình thấy nó đang đổ giống như là đổ nóc, giống như là đổ cái nóc của cái sàn á. Hai giờ bữa nữa đây có cái đường đi xuống. Thì hôm nay thì em sẽ dẫn anh chị và các bạn, chúng ta sẽ đi cập nhật vài hình ảnh ở tuyến metro này, rồi đây như thế nào ha. Bên phải chúng ta có cái tòa nhà, sắp tới đây sẽ là tòa nhà mang hình ảnh của hai con rồng, hình ảnh của biểu tượng của trung tâm Sài Gòn. Sài Gòn nhiều biểu tượng quá, cầu Thủ Thiêm cũng biểu tượng, rồi Landmark 81 cũng biểu tượng, rồi nay thêm tòa nhà này nữa. Nhưng mà sau này cái view ở đây thì không biết có còn cái công trường Quách Thị Trang không. Công trường Quách Thị Trang là tên sau này, còn trước đó nó có một cái tên nữa. Nhưng mà đọc tài liệu qua một lần, cái tên nó ít sử dụng nên ra tới đây thì nhờ cô chú anh chị nhắc dùm cái công trường Quách Thị Trang. Tên trước đó của nó là gì? Sài Gòn thì có lịch sử 300 năm, có xưa thì mới có nay. Nhiều khi đi những hình ảnh của ngày nay, thông qua những cái lời chia sẻ, những cái lời bình luận của cô chú anh chị, thì góp phần cho kênh Vinh Lâm TV ngày càng phong phú hơn, và những người xem thì cũng hiểu được cái hình ảnh của xưa và nay nó như thế nào. Ngày xưa là cái gì mà ngày nay thành cái gì? Đây là con đường, đầu đường Hàm Nghi. Mình sẽ đi bộ ha, đi bộ một vòng từ công trường Quách Thị Trang này đi ra Nguyễn Huệ. Cứ ngày cuối tuần thì mình đi dạo lòng vòng ra đây để ngắm nhìn hình ảnh của Sài Gòn nó như thế nào. Ở đây trước mặt chúng ta đó là cửa Nam chợ Sài Gòn, ngay đầu đường Lê Lợi. Bây giờ mình sẽ đi bộ một vòng. Chương trình dự định sẽ đi bộ vòng ở đây thì thất bại rồi, do là chỗ gửi xe người ta hết chỗ, lại giờ này cũng hết nhận rồi, nên là thôi mình sẽ đạp xe một vòng từ bên đây con đường Lê Lợi rồi ra Nguyễn Huệ, mình sẽ vòng ngược trở lại bên kia, đi nghĩa là đi hai bên đường luôn, để cô chú anh chị và các bạn hình dung được con đường Lê Lợi ngày hôm nay nó như thế nào và tuyến metro của chúng ta tới đâu rồi ha. Thì đây mình thấy đang tới hạng mục là san lấp mặt bằng ở gần với cửa Nam chợ Sài Gòn đây. Mặt bằng hiện đang được san lấp, chỗ nào mà gỡ tôn trắng ra là cũng là sắp xong rồi đó. Và con đường Lê Lợi dần dần được sáng lên, sắp được sáng lên nè.
phải xe có cái định vị thì mình đậu ở đây luôn, mình đậu ở đây mình gửi ké những cái xe này nhưng mà xe nào không có chức năng định vị đậu đây hồi ra không thấy. Bên này cũng gần xong rồi nè. Ở đây ngày xưa thấy quảng cáo kèm nghĩa nhưng mà giờ gỡ luôn. Những cái bảng quảng cáo ở đây cũng thất thu theo luôn, thất thu theo con đường Lê Lợi gần 10 năm nay. Dạo này khách Tây tới Sài Gòn cũng tương đối lâu, đi ở trung tâm Sài Gòn chúng ta thấy có đoàn khách Tây, ở đây thấy có hai người nữa, này là chắc là khách Nga. Chắc cái tuyến tàu ngầm này đào rất là sâu á, nên thành ra mình thấy nhìn sâu xuống dưới cỡ 4-5 mét rồi mà vẫn chưa thấy gì hết. Người ta đã lấp bớt rồi đó. Có đoạn thì ở dưới tàu ngầm, có đoạn thì ở trên cao ha. Như tàu ngầm này nó xuyên qua con đường Lê Lợi, xuyên qua nhà hát thành phố nè, rồi đi ra Tôn Đức Thắng luôn á, nó đi dọc theo con đường Tôn Đức Thắng. Nên ra những cái dự án chặt bỏ cây xanh ở đường Tôn Đức Thắng bây giờ không còn cây nào hết ha. Ở bên phải chúng ta đó là siêu thị Takashimaya. Siêu thị Nhật Bản, siêu thị rất là lớn, rất là đẹp, rất là mát, rất là cao luôn. Nằm ngay giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Lê Lợi. Khu vực này ha, có nhiều cô chú anh chị ở các quận khác hoặc là ở các tỉnh khác nhiều khi ít có đến Sài Gòn, ít có ra trung tâm Sài Gòn, thì nhiều khi những cái clip này thì nó cũng mang lại những cái thông tin gì đó, những hình ảnh gì đó thổi đi. Rồi ra đây nhìn qua màn ảnh nhỏ mình cũng biết ngoài đây nó thay đổi như thế nào ha. Còn bên đây là trống trải nè, là giống trải, những mặt tiền ở đây đã được lộ diện rồi. Lâu lắm rồi mình thấy mặt tiền con đường Lê Lợi phía bên kia. Khi mà những cái tấm rào trắng này nó gỡ ra thì tự nhiên ngôi nhà của những hộ ở đây cảm thấy nó trống trải, nó thoáng đãng. Chạy thẳng ra rạp Red rồi mình quay trở lại ha. Ở đây là giao lộ Baxter với lại Lê Lợi. Bên đây là siêu thị Taka, đây cũng có một cổng nữa, Sài Gòn Center. Cái đoạn Lê Lợi ngay rạp Red này buổi tối có rất nhiều bạn trẻ ra đây để chơi bán trượt rồi chơi xe đạp rất là hay. Mình lại đây mình xem chơi ha.
có rất nhiều bộ môn để chơi. Ủa, sau đây người ta quay đầu rồi. À, phố đi bộ bữa nay chặn xe. À, phố đi bộ hôm nay chặn xe, không có xe không được đi vô. Hôm nay có sự kiện gì ta? Đây là phố đi bộ được tái lập lại. À, bên đây là đá banh. Là đá banh Việt Nam với Philippines. Đảo lâu lắm. Thôi, quay cho ba nhé, quay cho lại. Quay đầu thôi. Rồi nãy gửi xe là mình được đi bộ vô trong đó rồi. Giờ hôm nay không được gửi xe, nên là tiếp tục đi bộ, ôi tiếp tục đạp xe. Để chúng ta nhìn mặt tiền con đường lên lại, một đoạn đã được khai sáng. Bên đây là rạp Red cũng như là khách sạn Red. Rất ngày nay bên trong thì có rất nhiều bạn trẻ ngồi hóng mát, ngồi ngắm Sài Gòn. Ở trên lầu cao của khách sạn Red thì cũng có cà phê sân thượng, có chữ Rolex trên sân thượng. Có bạn này chạy xe đạp một bánh rất là hay nè, xe hai bánh, nhưng mà bạn này bốc đầu lên chạy có một bánh thôi. Chờ bạn đạp cái nữa coi, nhưng mà bạn nghỉ ngơi à. Quá trời xe quay đầu luôn. Tao bất ngờ, không ngờ hôm nay là chặn đường. Bạn này chạy nó chạy xe một bánh luôn. Cuối tuần ở trung tâm không có gì đặc biệt, nhưng mà cũng cảm thấy nó vui vui. Rồi mình đi qua bên đây luôn ha. Chạy một vòng qua lên lại. Bên cánh phải chúng ta có kem Bạch Đằng. Có quán kem Bạch Đằng đây. Đi tới chút nữa là có nhà của chú Phúc. Mình nhìn con đường Lê Lợi hướng ra nhà hát thành phố.
À, bữa nay trống trải rồi ha. À, trống trải được một đoạn. À, đường đoạn nào hay đoạn đó. À, chúng ta đi lên cái vỉa hè phía bên đây đường của con đường Lê Lợi. À, và con đường Lê Lợi sau này biết là quên luôn á, quên cái hình ảnh ngày xưa nó như thế nào luôn. À, thì ở đây có một cái lối dành cho xe máy nè, ở giữa chắc là cái lối dành cho xe hơi nè. À, rồi bên kia cũng có một lối dành cho xe máy. À, tới cái vỉa hè nó giống như con đường Nguyễn Huệ ngày xưa vậy đó ha. À, ngày xưa thì có hai hàng hàng cây, hai bên hai hàng cây dừa, cây cao. À, lâu quá không đi con đường này, giờ quên quên ngày xưa nó như thế nào luôn á. À, tiếc là ngày xưa không có quay video clip ở đây. Giờ lúc đó Vlog TV chưa có làm vlog. À, đi những ngôi nhà này nhìn thấy rất là thoáng. Có cảm giác giống như là ở dưới quê mà sau khi cánh đồng lúa đã được gặt á, đã được thu hoạch á, nhìn thấy một cái không gian trống trải, nhìn thấy rất là mát mẻ. À, tại vì khi mà ví dụ như ngôi nhà mình ở giữa cánh đồng lúa chưa có gặt á, thì nhìn nó bao quanh là lúa, cảm giác nó ngọt ngọt. À, khi mà thu hoạch xong á, thì mình thấy nó trống trải. À, cảm giác như vậy đó ha. Họ nhìn vào đây là giao lộ Lê Lợi với lại Baxter. À, ở đây chúng ta đang đứng ở đây có nhà hàng Morico. Này bán món gì đây? Ăn tối. Đá banh không biết có vô không mà la dữ. À, giờ bữa chúng ta có thêm một cái lối đi bộ nữa. À, chứ bây giờ Sài Gòn cứ Nguyễn Huệ không thì nó thiếu thiếu ha, nó có Lê Lợi nữa. À, lâu lắm rồi mình mới đi con đường Lê Lợi mà nó thoáng đãng như thế này. À, tiếc là chỉ có mới có một đoạn hoàn tất thôi. Ở đây thì vẫn còn đang chờ tráng nhựa nữa mới xong. À, và những ngôi nhà ở đây bắt đầu rục rịch cho thuê lại rồi đó. Đó, mình nhìn qua cái dãy mặt tiền nè. À, ngay đây ngày xưa là nhà sách Sài Gòn 60-62 Lê Lợi. À, ở đây là năm Kỳ Khởi Nghĩa. Xe đông quá, chờ mà qua đường là phải chờ đầu kia đèn đỏ mới nhắc một đoạn xe mình mới qua được.
qua nha. Và tiếp tục cái lối đi bộ ở bên đây luôn. Mình sẽ là người được đi đầu tiên khi mà con đường này nó hoàn thiện. Đó, nhìn đây là siêu thị Takashimaya nè. Ở phía bên trên là nhà hàng rồi văn phòng ha. Ở kế bên thì có khách sạn nữa. Rồi chúng ta đi một đoạn ra cửa đông chợ Bến Thành rồi mình sẽ kết thúc video clip ngày hôm nay. Ở bên này mở cửa rồi, thoáng rồi. Đó, đường Lê Lợi bây giờ đã lộ diện. Xe lưu đồ đang làm cái đoạn này cho xong nè. Đào sâu ghê đó. Đoạn này vẫn chưa có xong. Hơi tối ha. Tối hù luôn. Đó, chúng ta ra đây là cửa đông chợ Sài Gòn rồi. Đó, ra hướng này là đi con đường Lê Thánh Tôn. Đó, rồi thôi chắc video clip ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và cùng với Lâm TV đi một vòng ở Sài Gòn này. Nhân đây cũng xin kính chúc toàn thể của chú anh chị một ngày cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.